Hello mọi người, trời hôm qua là quá tiếc trận Hàn Quốc gặp Ghana luôn á. Đã chiến đấu rất là anh dũng, cuối cùng thì cũng thua, trong sân cực kỳ là nóng luôn. Mà mọi người biết không, cổ động viên của Ghana họ rất là rực rỡ, rất là sắc màu. Bây giờ mình sẽ xem thử một số hình ảnh nha. Mọi người thích cổ động viên của Ghana rất là rực rỡ sắc màu và có phong cách độc đáo chưa? Bây giờ mọi người còn muốn xem cổ động viên của nước nào nữa thì nhắn cho Quỷ nha. Tạm biệt mọi người.